các bạn đang được thưởng thức giai điệu rất là ngọt ngào và trầm ấm của cặp loa Modern nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Kenwood KN999DX, sở hữu bát súp lên tới 42cm và có công suất lớn tới 700W trên cặp loa này và sở hữu độ nhạy cao, rất là dễ phối ghép âm ly. Trước máy quay, tôi đang phối ghép cho cấu hình vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke cho cặp loa Kenwood KL999DX đến từ Nhật Bản. Với cấu hình đẹp long lanh, mời quý vị cùng tham khảo lại cấu hình này và chúng ta sẽ thấy được rằng trong phân khúc tầm trung thì đây là một trong những cặp loa rất là đáng chơi và đặc biệt với sự thể hiện phong cách về phía mặt trước của model này mang lại cho quý vị một vẻ đẹp và vẻ sang trọng cho những căn phòng khách. Chúng ta có thể thấy ngay được điều này trong đoạn clip này. Mời quý vị cùng tham khảo. Với chiều cao 70cm và có chiều ngang tới 48cm trên cặp loa Kenwood KN999DX, một trong những model lớn hết số của hãng Kenwood đến từ Japan. Với phần thùng vân gỗ rất là sang trọng và được thiết kế tổng số lên tới 6 quả loa trên một thùng. Sở hữu với công suất cho cả cặp lên tới 700W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao lên tới 98dB trên cặp loa Kenwood mà chúng ta đang được thấy trước máy quay. Với model KN999DX, một volume điều chỉnh cho 3 chế độ được trang bị về phía mặt trước. Chúng ta có thể tùy chỉnh theo từng chế độ nghe nhạc và karaoke. Đây là model có thể sở hữu chất âm cho karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Với thiết kế phần bên dưới, chúng ta quan sát trên cặp loa này được trang bị một quả bát súp với đường kính 42cm, màng trắng tinh khôi và sở hữu cái mũi cam sành. Quý vị sẽ thấy rằng cái mũi của nó được dập các cái sống nổi giống như là vỏ của cam sành nên người ta gọi rằng là mũi cam sành. Nam châm từ rất lớn trên cái thùng cao 70, ngang 48 và hai ống hơi thừa thở về phía dưới chân mang lại cho uy lực bát của cặp loa này thể hiện khá tốt. Phần bên trên của model này được trang bị một trung âm đường kính 18cm và được thiết kế nguyên một khối hợp kim phía đằng trước được chúng ta thấy rằng nó được ngăn nằm 8 ô và phân âm thanh. Vẫn sở hữu gân vải xếp tẩm dầu mang lại cho lời hát cực kỳ là tuyệt vời. Một quả kèn 3 nỗ, đây là một quả kèn gang 3 nỗ về phía mặt trước. Nó thể hiện tiếng chát cực kỳ là lớn và đồng thời khi karaoke trung âm 18 và kèn gang 20 3 nỗ, quý vị có thể hát hò thoải mái. Ngoài ra còn được sự hỗ trợ của tổ hợp siêu check gồm 3 quả siêu check phía bên trên, mũi inox bổ trợ theo những cái tiếng leng keng nhỏ nhất, mang lại cho cặp KN999DX model lớn hết số. Và chúng ta sẽ thấy được nó thể hiện sự chân thực y chang như là một dàn nhạc sống trước mặt. Trong phân khúc tầm giá thì đây là một trong những tuyệt phẩm không những chỉ sở hữu chất âm, vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Và đồng thời chúng ta có thể thấy được rằng vẻ đẹp và vẻ sang trọng của cặp loa này sẽ khiến cho những căn phòng khách của quý vị phải nổi bật. Rất là tuyệt vời trong phân khúc giá tầm trung. Phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy RAM MA400 đến từ Tây Ban Nha và một bộ mic Shure UGX23 4 đầu và một con vanker Dynatic CS10. Tích hợp đầy đủ những công nghệ cho anh em ăn chơi từ điều chỉnh reverb cơ lẫn số hoặc các chế độ cổng vào từ giải mã cổng quang hay là Bluetooth và mạch lọc âm sắc. Lưu ý với quý vị rằng những con vanker này nó sở hữu mạch lọc âm sắc của nó cực kỳ là hay khi nghe nhạc. Đây là cấu hình tôi đã giới thiệu trong đoạn clip trước. Chúng ta cùng quan sát tiếp theo phía sau lưng của cặp KL999DX lớn hết số của hãng. Một cặp loa còn rất đẹp và rất là mới. Tất cả phần thùng vách của nó còn đều nguyên zin. Phía sau lưng của nó cũng còn rất là mới. Chúng ta có thể thấy được rằng từ số seri number phía sau lưng và với cái màu gỗ màu lâu còn đang tươi rói, chưa bị bạc màu qua thời gian. Đây là phần thông số cũng như là cầu đấu dây. Model KL999DX có công suất 350W trên một noe và trở kháng 8 ohm, xuất xứ đến từ Made in Japan và do Chio kết hợp Kenwood hợp tác sản xuất. Đây là phần thông số cơ bản chúng ta theo dõi kỹ trước máy quay và quý vị có thể thấy được rằng nó còn rất mới. Và phần bên trên tôi đang phối ghép ở đây thì chúng ta thấy được rằng đây là một con đẩy, nó là hàng xịn của Tây Ban Nha quý vị nhé, không như là hàng của Trung Quốc mà gọi là hàng Anh, hàng Đức hay là hàng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha của tàu cửa thì sẽ khác. Ở đây thì chúng ta chỉ sơ bộ, tôi giới thiệu sơ một chút. Với công suất sở hữu 800W kênh và hai cái quạt gió phía sau lưng. Ở phần thông số thì chúng ta thấy rằng điện áp của nó sở hữu 220 chịu nhiệt tới 240V
và tôi chỉ đọc được vài dòng chữ sơ bộ này, quý vị quan sát này, ở thông số của nó studio này, hai kênh này, SN này, Valencia, Spain, đó, chúng ta thấy rằng nó xuất xứ này, Spain, EU, EU, đó, quý vị thấy rằng là xịn sò hay không thì chúng ta tham khảo phần thông số với hai cầu đấu dây thông thường và rắc tín hiệu vào theo cổng 6.5 phía sau lưng của con đẩy này. Chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời, tôi không có điều gì để giới thiệu thêm. Khi mà ghép cho những cặp loa này, chúng ta đã thấy những tiếng của nó cực kỳ là mịn màng và rất là mượt về giải trung âm cũng như là bát của nó đánh rất là uy lực, thì quý vị có thể thấy được rằng chắc chắn rằng nó phải rất là tuyệt vời. Để sở hữu chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, chúng ta thấy rằng nguyên cho cặp loa bát súp 42 và nó có công suất lên tới 700W trên trở kháng 8 ohm, và đặc biệt rằng độ nhạy của nó sở hữu là 98 dB. Quý vị có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc bolero hay nhạc trữ tình, hay là nhạc remix hay nhạc sàn. Với cặp loa này nó thể hiện cực kỳ là xuất sắc. Và một điều đặc biệt mà tôi cần lưu ý, khi thể hiện cho karaoke thì lời hát của nó khá là tuyệt vời. Trên cặp loa nổi tiếng và cũng là model lớn hết số của hãng Chio và hãng Kenwood, model KN999DX trước máy quay, đẹp xuất sắc. Bây giờ tôi lại mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức một vài dòng nhạc nữa mà tôi vẫn hay thường test trên YouTube cũng như là Facebook của Toàn Audio Lâm Định, 0966866552. Quý vị và anh em quan tâm không tiếc 1.000 tiền điện thoại có thể can theo trực tiếp số trên kênh của mình, với những mức giá tốt nhất luôn dành cho những anh em có phong cách màu nạ nhất và không tính toán chi ni tới 1.000 đồng. Đây là phong cách bán hàng cũng như là quan điểm của mình. Mời quý vị lại cùng thưởng thức tiếp những bản nhạc quen thuộc mà tôi hay test cho quý vị cùng tham khảo và trải nghiệm. Cặp loa KN999DX này chúng ta thấy được rằng sở hữu độ nhạy cao 98 dB, và chúng ta đang được thưởng thức những dòng nhạc
acoustic hoặc là nhạc đồng quê, nó thể hiện chi tiết tới từng nốt nhạc với tiếng đàn guitar tỉa tót, nghe mà cực kỳ là phê hai cái lỗ tai. Tôi tin chắc một điều rằng dù rằng quý vị có thưởng thức qua điện thoại đi chăng nữa vẫn cảm nhận thấy rõ được độ phê của cặp loa này. Đây là chất âm mang lại cho những anh em hâm mộ về tiếng nhạc cụ và sự thể hiện chân thực giống như là chúng ta đang được thưởng thức trước một dàn nhạc sống. Với đoạn clip đã hơi dài, tôi lại mời quý vị cùng quay trở lại với đoạn cuối cùng và chúng ta sẽ thưởng thức một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh trên cặp loa có công suất 700W và độ nhạy cao ở ngưỡng 98 dB và bass sub 42, trung lớn kèn lớn. Quý vị cùng thưởng thức.